Mới đây, trên trang cá nhân của một thành viên trong ekip làm phim Hương Vị Tình Thân có đăng tải bài viết chia sẻ về những tình tiết mới nhất của bộ phim này. Theo đó, tài khoản này dự đoán ở các tập sau, mọi việc sẽ được phơi bày. Thích nhất là sự thay đổi của Long từ Long Đao sang Long Kiếm, khá là sắc sảo khi quyết định từ hôn với Nga, không có cưới xin gì hết. Nga sẽ tìm cách níu kéo, không được thì quay ra hãm hại Nam. Đặc biệt, dưới bài viết này, diễn viên Mạnh Trường, đảm nhận vai Long trong bộ phim cũng tuyên bố thẳng thắn về tình cảm của mình. Sau biến cố với Thiên Nga, Sắc Long quyết định bán căn hộ vì Nam. Tôi cần bán căn biệt thự nhé, vì em Nam bảo không thích và muốn một căn to gấp đôi, Mạnh Trường chia sẻ đầy dí dỏm. Dưới bình luận của nam diễn viên, người hâm mộ lập tức đẩy thuyền và hy vọng Nam và Long sớm quay về bên nhau. Không kém cạnh Sắc Long, Nam cũng cho thấy mình không phải dạng vừa đâu. Nữ diễn viên bình luận, muốn câu được Sắc thì thính phải thật ngầu. Để rồi xem ai là Sắc. Trải qua nhiều sóng gió, tình cảm của Long dành cho Nam vẫn không hề phai nhạt. Dường như, chỉ có thính của cô kỹ sư điện này mới đủ làm cho Long gục ngã đến như vậy. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.